Các bạn thân mến, như lần trước thì Linh Trần đã review cho các bạn một sản phẩm, đó là đèn sưởi ấm sau sinh Heizen 500W. Và hôm nay cũng là một dòng đèn sưởi ấm sau sinh, nhưng mà chiếc đèn này thì Linh Trần nghĩ là nó sẽ có rất nhiều công dụng cho các bạn. Đó là chiếc đèn sưởi ấm sau sinh Heizen 2000W có điều khiển. Như các bạn thấy ở đây thì thiết kế của sản phẩm này rất chắc chắn, nó không còn nhỏ gọn so với sản phẩm đèn sưởi ấm sau sinh 500W nữa. Và như ở đây thì bề mặt của nó cũng được làm bằng hợp kim cao cấp với màu tông lạnh. Chiếc bóng thì cũng được làm bằng chiếc bóng hồng ngoại dạng ống, nhưng công suất cực đại của nó lên tới 2000W. Và như các bạn thấy trên tay Linh Trang lúc này là chiếc điều khiển của loại đèn này. Như các bạn thấy thì ở đây có nút bật, nút tắt và các cái điều khiển nhiệt độ. Các bạn thân mến, với chiếc đèn này chúng ta có 6 mức nhiệt độ phù hợp với từng không gian, cũng như là nhiệt độ trời thời tiết lạnh hay là thời tiết ấm hơn. Thân mến, như Linh Trang đã giới thiệu thì loại đèn này có 6 mức điều chỉnh nhiệt độ khác nhau, và đó là 600W, 1000W, 1300W, 1500W, 1750W và cuối cùng là công suất cao nhất lên tới 2000W. Và các bạn thân mến, đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có điều khiển từ xa và với 6 mức công suất như thế này. Với 6 mức như thế này thì các bạn sẽ không lo là về diện tích phòng mà các bạn muốn sưởi ấm. Linh Trang lấy ví dụ như là với chiếc đèn sưởi mà Linh Trang review hôm trước, đó là đèn sưởi 500W thì các bạn chỉ đặt trong diện tích nhỏ. Hoặc với đèn Heizen không chói mắt 2000W thì các bạn lại đặt cho diện tích lớn hơn. Nhưng mà với chiếc đèn này thì các bạn có thể đặt ở diện tích nhỏ hoặc lớn tùy vào mục đích sử dụng. Với không gian nhỏ thì các bạn có thể để mức công suất thấp, còn với không gian mà lớn hơn thì các bạn có thể sử dụng với công suất cao và cao nhất là 2000W. Với công suất cực đại của loại đèn này là 2000W, nhưng như các bạn thấy thì thiết kế của nó vẫn rất là nhỏ gọn, phù hợp với mọi không gian trong gia đình của bạn. Cũng giống như các loại đèn khác của hãng Heizen thì sản phẩm này cũng được thiết kế rất đặc biệt với hợp kim cao cấp chống cháy nổ, chống chập nước, và nên là các bạn để trong môi trường nhà tắm dùng nước có bắn vào thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Bề mặt của nó thì cũng không dẫn nhiệt không tốt, nên là dù có đặt tay lên thì các bạn cũng sẽ không bị bỏng. Với sản phẩm đèn sưởi ấm này thì nó được sản xuất để đặc biệt dành cho phụ nữ sau sinh và cho trẻ em. Như các bạn thấy thì phụ nữ sau sinh là đối tượng phải được kiêng khem rất kỹ lưỡng để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và con. Do vậy mà khi sử dụng đèn này thì do sử dụng bóng hồng ngoại, không đốt cháy oxy, không làm khô da, đặc biệt lại có sức khỏe. Như các bạn thấy thì phụ nữ sau sinh là đối tượng cần được kiêng khem rất kỹ lưỡng để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và con. Do vậy mà sử dụng một chiếc đèn sưởi như thế này với bóng hồng ngoại và không đốt cháy oxy, không làm khô da, đặc biệt lại có lợi cho sức khỏe, thì đây sẽ là được một lựa chọn tối ưu dành cho các bà mẹ. Các bạn thân mến, với một chiếc đèn sưởi ấm sau sinh với công suất lên tới 2000W như thế này thì giá của nó trên thị trường là 2.350.000 đồng. Linh Trang biết là với mức giá này thì không phải phù hợp với tất cả gia đình, nhưng mà các bạn nên nhớ tới cái công dụng và tính năng ưu việt của nó thì đây là một mức giá hoàn toàn hợp lý. Các bạn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm này bởi nó có thời gian bảo hành lên tới 5 năm với phương thức 1 đổi 1 cho cả thân đèn và bóng đèn. Linh Trang hy vọng rằng với những thông tin được cung cấp ở trên thì các bạn có thể lựa chọn được loại sản phẩm đèn sưởi rất phù hợp, và đặc biệt là với đèn sưởi ấm sau sinh Heizen công suất 2000W như thế này.